Vì trước quá lâu chưa? Lâu rồi, chục năm nay. Hơn chục năm nay rồi. Rồi sao nữa, dễ thối gì? À, rồi cứ quỳ xuống, ngồi xuống, đứng lên thì nó đau. Ừ, rồi có đi chụp phim chưa? Có đề nghị thay khớp gối chưa? Chưa. Vâng. Thôi, bây giờ đơn giản thôi. Cái đàn dịch khớp gối á, thì cái điều cơ bản chính á, vẫn phải là thực hiện cái phương pháp ăn 16-8, biết chưa? Vâng, em nghe của bác ở trên mạng nhiều. Nghe phỏng phỏng vậy thôi, mà không biết 16-8 là sao? Vâng, có, cũng em cũng thực hiện được 2 tuần đi. À, 2 tuần rồi. Vâng. Rồi hấp một ký được không? Hấp thì em chưa hấp, nhưng em uống rượu ớt hết một chai rồi. À, uống, nhưng mà uống chai rồi thấy đỡ chưa? Gọi là cũng hơi chứ cũng chua ăn thua thì em vẫn thấy đau, kiểu như là ngồi không khoan, từ từ bình tĩnh. Vâng. Cách uống sao? Uống là em bác bảo là uống một thìa cà phê với lại sữa chua đấy. Rồi. Nhưng mà em uống được cay, em ăn được cay nên em cũng không cần phải sữa chua. Chơi luôn, xong rồi uống xong rồi em uống nước kiểu như là để một cốc nước lạnh ở cạnh cái, xong rồi uống được, xong rồi để tráng miệng luôn. Vâng, uống được như thế. À, uống như thế thì trưa một thì chiều một thì chiều một thì vâng. À, thấy có khó chịu gì không? Không, chẳng thấy gì, ruột gan chẳng thấy làm sao hết. Vậy ngon rồi. Vâng, ngon đấy. Tăng liều lên. Bây giờ chỉ là đi sang gặp thầy đi. Con nghe nè, tăng liều lên. Tăng liều lên. Ừ. Tức là bây giờ uống 2 thìa chứ không phải 1 thìa nữa. Vâng. Tức là trưa 2 thìa, chiều 2 thìa. Vâng. Được chưa? Vâng. Rồi. Cái nữa là bây giờ chườm đá đó, thì chườm cái gan. Chườm gan. Nghe, vâng. Nghe tôi nói cho kỹ nha. Vâng. Chườm cái gan và 2 cái bẹn. Vâng. Nha. Vâng. Chườm cái gan và 2 cái bẹn. Vâng. Rồi sau đó, cái đó là tối đi ngủ á. Vâng. Còn ban ngày á, là chườm ngay cái gối, khớp gối, chườm trực tiếp vô khớp gối. Vâng. Tức làm lấy 2 cục đá, mình chườm ở khớp gối này, khớp gối kia chườm. Vâng. Rồi, xong chưa? Vâng. Tôi xong rồi. Thì bác xem có kéo người, em thấy bác cứ kéo cổ không? Em thấy bác cứ khom người ta đấy, thì chưa được kéo. Rồi, nằm đi tôi ghé cho về, cho vui. Mà tôi nói cái phải thực hiện cho đúng nha. Không, nhưng mà sao em có uống rượu nhiều, em thấy bác bảo uống rượu nhiều tự nhiên. Rượu nhiều đây là... chưa có tiêu chuẩn, nằm xuống đây. Mình kiểm soát nhiều. Em xem bên thấy bác bảo uống rượu nhiều. Rồi, đây. Rồi. Ăn được kéo. Ăn được kéo. Đó, được rồi. Ừ. Có gì đâu. Bởi vì là xuống tôi dặn cái này. Cái vấn đề mà chữa bệnh không phải là tác động vô đó là hay là cách nào đó là mới là ok được. Cứ thực hiện đúng những cái lời tôi nói là sẽ khỏi. Thấy chưa? À. Đấu. Ăn 16-8. Hút không khí. Chồm đá nóng dùng gan. Bây giờ mọi người đem xuống cái cuốn cam nang cho mấy chị này mua. Rồi chỉ về chỉ đọc chỉ thực hiện. Nè, rồi ok xong rồi. Tiếp. Xem chân em lại đi gõ cái chân em đâu còn chỗ nào không? Không cần. Nói, nói là biết rồi. Không cần. Bà cứ thực hiện đúng là tôi nói là bà khỏi. Chị. Em. Sao chị lại trẻ hơn em? Ôi rồi trẻ hơn à thế chị. Rồi chưa rồi. Không ăn cũng nọ. Rồi hai chị em vậy mà có kết hợp ăn 16-8 chưa? Vâng ạ, đang kết hợp ạ. Mà biết ăn 16-8 không? Hôm nay mới đến ạ. À, tức là chưa biết, chị kia chỉ biết là 16-8 rồi, còn chị chưa biết. Vâng. Rồi sao đây? Báo cáo bác sĩ này em là đi bác sĩ rồi, kiểm tra là đa thoái hóa này. Mới lại năm ngoái nó bị hút dịch bên gối phải. Bị hút nữa? Không hút dịch bên gối phải này, năm ngoái này. À. Mới lại đang bệnh, đang chữa ở tim mạch. À. Đang chữa ở bệnh viện tim mạch Hà Nội. Rồi. Là cái suy giãn tim mạch. Rồi, thấy rồi. Vâng. Rồi sao nữa? Thế thôi. Giờ chết rồi. À gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ nữa. À, rồi thôi. Mấy cái đó thì nhiều bệnh người quá. Nào cũng vậy không phải. Nhiều bệnh người nào tới tuổi đó đều bị hết, không bị là cũng mới lạ. Vâng. Rồi. Thế thôi ạ. Bây giờ là nghe lời tôi, hai chị em đoàn kết với nhau 16-8, bóp không khí, chườm đá nóng dùng gan và dùng bẹn nữa. Còn riêng chị này á,
là nếu như trong trường hợp mà có thể sắp xếp được tham gia cái lớp ở đây buổi chiều buổi tối gì đó, hỏi cái chị Hương vậy coi rồi sao đó, thì ở đây á, là nó có cách để nó tác động vô mấy cái van tĩnh mạch mình á, nó mở ra rồi nó làm cho thông mấy cái vết tắc ở trong cái tĩnh mạch mình á. Ha, thì nhà chị đi nhà em ở xa lắm. Ở xa là đâu? Bên Đông Anh cơ. Ở Đông Anh. Và hôm nay con gái phải đi ô tô xa. Ở đây ai Lào Cai xuống? Để bà này bà nói bà Đông Anh, bà làm như tôi không phải dân Hà Nội vậy. Trời ơi. Nè Ba Vì nè. Hà Tĩnh nè, đó thấy chưa? Trời ơi. Nhà em xa lắm em ở Đông Anh rồi. Ôi giời kiếp. Rồi. Thế ở đây luôn à? Sang đây ăn là ở thầy cho ăn cho ở đây luôn à? Ờ thì ở luôn này cái giường nằm nè. Trời ơi, sáng là ta đi học sáng đi, ta chiều ta về thí dụ vậy. Nó qua nó đón thôi, trời ơi, bà cứ tối ngày bà lo gì này, đeo vàng cái đống gì vậy nè. Cái này có phải vàng đâu. Đó vàng 18 này. Thầy chả biết, cái này là điều hòa huyết áp. Điều hòa huyết áp này, ghê vậy. Ghê, chả tin. Đây mới là vàng này. Đây mới là vàng này. Cái này 18, cái này 4. Ok, nghe tôi. Tức là bây giờ chị mà muốn khỏi bệnh á, thì phải thực hiện mấy điều tôi nói. Mà chị khi mà nếu mà chị tham gia ở đây, người ta sẽ hướng dẫn cho kỹ lưỡng, hướng dẫn cho chị cách ăn sao cho đúng, hút không khí sao cho đúng, rồi chườm đá sao cho đúng. Thấy không? Thì mấy cái bệnh này nó là bệnh mãn tính rồi. Thấy không? Mà chị mà nghe lời tôi, rồi cái thứ tiếp nữa là chị uống cái rượu ớt. Cái tim mạch nó không có gì quan trọng gì đâu, uống rượu ớt là hết. Rồi một cái điều quan trọng là khi uống rượu ớt và thực hiện mấy cái điều tôi nói á, thì tới đây bà sẽ trẻ đẹp ra liền. Vâng ạ, cảm ơn thầy. Về làm chục lít rượu ớt uống. Uống chừng chết nhỉ. Ok, tinh thần là vậy đó. Giờ còn có thích kéo như bà kia không? Kéo. Rồi giờ làm lên kéo cái. Điện khổ đang nghe. Đang mất 3 phân rồi. Sao? Mất mấy cân? 3 phân, ngày xưa thấp lại mất 3 phân. Thấp rồi hả? Ngắn đi rồi, mất 3 phân chiều cao. 3 phân, tại vì cái cuộc sống nó bị rụng lại. Bây giờ mình trả lại 3 phân cho bạn. Ôi trời ơi. Rồi sao giờ nghe dây đàn sao? Nghe đã ha. Vâng. Rồi. Cảm ơn thầy. Rồi nhớ nha, thực hiện mấy điều đó nha. Rồi nhà đâu? Dạ mà không nhớ. Nhà đâu Đông Anh? Đấy mấy chị em đấy. À đấy, cùng một sớm á. Vâng. Rồi đi sao? Em đau lưng này, thoái hóa đốt sống cổ, đẹp lưng người thì chữ S. Đi khám bệnh thì bác sĩ nó bảo là cô yêu nước thế, người uống theo hình chữ S. Người chết luôn, không cái này bị nhỏ lớn rồi. Không phải, em mới bị. Mới bị sao bị? Mà công được. Mới bị sao công được? Lưng vẹo ạ, em người vẹo, bây giờ em chẳng dám đi đến đâu. Chỉ có dám đi đến bác sĩ thì phải đi thôi. Không đi đâu là tại sao? Người nó vẹo, mất tự tin. Bà này bà con gái mất tự tin đó. Giờ đi qua đi lại coi. Rồi ngồi xuống đi. Rồi không có gì đâu, mất tự tin đẹp ta gái đi mộ. Mặc áo thùng thình để cho nó rồi cùng với giống như bà kia vậy đó. Cái quan trọng là phải ăn 16-8. Vâng. Chút xíu ra nha. Mà ra là mua cái cuốn cẩm nang nha. Rồi hút không khí, rồi chườm đá, rồi làm cho đàng hoàng, rồi uống rượu ớt vô. Thì là sẽ ổn. Cho nó phải cong, cho người nó cong. Em thấy có người mà cứ đi cùng bố này mà thấy kéo, thế sao nó đi thẳng này, bên, xem ở trên.
đấy, ông Thuần gì nhỉ, Phạm Văn Thuần gì đấy, người cong cong gặp gặp như em này mà em thấy rồi đấy nhá, cứ răng rắc răng rắc ra rồi. Ôi giời, em trong yêu thế. Cái bà chị với cái cô này là nên tham gia đây đi. Ở lại tối về chứ ở đây làm chi, ai rước. Đó, hai bà ở đây.